Đây, đi mời đám cưới mấy bữa nay bị bể tiếng khang tiếng đó quý vị. Trời ơi, ông chồng tôi ông ngựa thế ớn không, ông bưng ông muốn một chén yến xong còn phải để cái lá vô cho nó đẹp đẹp nữa trời. Đây một cái tai yến, một cái tai yến nấu ra thì nó được như đây nè quý vị, tại vì mình nấu đặc á. Hôm nay đi mời nói chuyện nhiều quá cái bị khang tiếng, bị khang tiếng. Nói giờ khan tiếng quá rồi, giờ không có cái cách nào nữa là tới đám cưới là không có nghe, không có nghe giọng nói luôn đó quý vị. Ăn chén yến này chắc khỏe hen. Xong rồi bắt đầu chiều mát mát cái đi mời đám cưới nữa đây quý vị ơi. Đó, để ăn thử coi nó ra làm sao nha. Nấu với đường phèn, hạt sen với lại táo tàu. Đám cưới còn nhiêu đây nè quý vị. Đây còn bao nhiêu đây? Ráng ăn hết một chén yến này xong rồi bắt đầu chiều mát mình đi mời tiếp. Bữa nay đi mời riết mà không biết là lễ luôn á quý vị. Không biết là lễ 2 tháng 9 luôn á trời. Má ơi. Ăn yến thôi cả nhà ơi. Nói chứ mấy bữa nay đi mời mệt đó cả nhà. Muốn khan tiếng luôn. Các anh chị em ở xa thông cảm cho Mi là không có đi tận nhà nha, vì em có bệnh đó cả nhà, không có đi ra nắng được, cứ chiều chiều mát là khoảng tầm 4 giờ mới đi mời đám cưới. 4 giờ đi tới 10 giờ đêm mà vui lắm cả nhà đi mời á. Rồi cứ tới nhà của ai ngồi nói chuyện khoảng tầm 10 15 phút có khi 20 phút thì nó mới lâu, tại lâu lâu mới gặp lần cái người ta gặp mình ta mừng đó, cái hỏi chuyện nói chuyện mời từ hồi lúc ba tuần trước rồi mà tới giờ vẫn chưa xong. Ông nấu yến đặc quá cũng đâu có ngon đâu trời. Dòm nè quý vị, nấu cái gì mà không cho miếng miếng nước luôn trời, nấu phải cho nó lỏng lỏng tí chứ. Yến nấu đặc quá, nấu lỏng tí cho người ta hấp. Giờ ráng ăn để dưỡng để tới đám cưới không có bị khan tiếng cái gì, khan tiếng quá trời luôn. Bữa nay ráng cố gắng mời bữa nay nó chọn hết luôn xong mới đi làm đẹp chứ, móng tay chưa sơn chưa gì hết trơn luôn, tại nãy tóc tay ngay chỗ khúc này chưa có nhọn luôn. Nay mình làm xui rồi mà ha, điệu điệu tí. Tô này cũng ứng ứng thôi bây giờ chuẩn bị vô ăn cơm trưa xong rồi soạn thiệp ra chiều chiều mát mát đi tiếp. Bye bye cả nhà.